không đi làm, ai chủ cà phê? Em làm cái gì vậy? Đừng có quá đáng nha. Quá đáng cái gì? Trời đất ơi, anh ở nhà ở không? Mà đâu mà sáng nào cũng uống cà phê vậy? Uống nước lọc cho tôi. Cô phải làm gì vậy? Làm đàn ông đàn an không nói chuyện phụ nữ, thường cắn tay hạ cắn chân nha. Còn Thanh nữa nè, cái ly cà phê này á là cô Tư làm cho nó uống, cô Tư không có tính tiền. Mà sao cái thái độ con kỳ vậy Thanh? Thiệt luôn á, chuyện gia đình của con không có muốn chú Tám với cô Tư đầy xí vô. Nếu mà cô nhắm á, cô mời cà phê ổng cả đời được thì con cho cô mời đó. Cô đi về. Không về á? Về. Bỏ tôi ra. Tám về. Ê nha, này gần ngồi đồ nhìn đẹp trai á. Thiệt là hả? Thiệt. Mày cũng thấy được cái đẹp đó phải không? Ý như là trai 50 vậy. Thì đúng rồi, chị cũng nói không giấu gì bay. Hồi nãy giờ chú tự tâm sự nè, mặc đồ sáng á, chạy xe tiền nhiều sáng dục khẩm đứa luôn nè, thấy không? Dạ. Quá trời luôn rồi. Tám lấy ra cái nghe mùi thiền tâm phức. Bỏ vậy, bỏ tiền mới, mặc đồ mới. Tám ơi. Ơi Tám cho con mượn vài trăm Tám. Mày làm gì mới mượn tiền hoài vậy Phương? Tao nói á, lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Cái cày gà nhõng nhõng xâm lăng chỗ này rồi, thấy không ổn đâu. Con đang kiếm việc làm nè, tại kiếm chưa ra công việc phù hợp với bản thân con thôi. Vậy hả? Thôi giờ Tám có ý kiến này nha. Bây giờ không thấy trong lúc chưa tìm ra công việc á, con ra đây chạy xe ôm với Tám đi. Nói nhìn cái mặt Tám nhăn nhăn vậy, Tám đang có một trăm mưu là Tám mượn tay con để năm tù, đúng không? Bậy. Bậy không à? Tên thù có thù giặc gì đó đâu. Với lại nó chạy một tuần có 3 bữa hả? À. Còn 4 bữa bay che chạy với Tám cho nó vui, nghe không? Không được. Sao không được? Tám nhìn con nè. Sao? Phong độ lịch lãm, lịch sự đẹp trai vậy, chạy sớm thì thiên hạ nhìn vô sao? Chưa kể chạy sớm rất là hèn. Hèn, hèn lắm. Hèn hả? Hèn muộn. Hèn đủ thứ kiểu. Mà có người mới mượn tiền đó. Mới mượn tiền đó. Hèn, hèn, hèn. Nó giận cho thôi. Ý là rất là người ta nói chứ còn ai nói vậy. Thôi thôi thôi, hút bà con. Bây giờ mà kêu tôi 16 cũng không có cửa nào lấy lại được đó con đây nè. Nói thẳng cho bây luôn nè. Hồi sáng nó chạy là gần cách cách triệu nè, ná thấy không? Nhưng mà ghét quá không có mượn nè. Đó, cho 10.000 chơi đó, làm gì tao? Đó, cho 10.000 chơi mượn à. Còn nhóc tiền nè, không biết lại nó về nhưng cất đây nè. Con nói Tám nghe. Ai biết chơi tôi hèn. Cho mượn 10.000 mang dục lắm. Mang tiếng dữ lắm. À. Cho thì lấy luôn. Ôi trời trời, ôi trời. À, con sang lắm mà. À, con sang, thằng này hèn mà đưa 10.000 lụm đi luôn trời ơi. Alo. À tôi nè. Sao? Online hả, làm gì? Hả? Một tiếng làm là mấy trăm ngàn luôn hả? Tiền về, tiền về. Phải như vậy chứ. Yeah. Gì vậy? Tiền về, tiền về. Trời ơi, chồng có bị điên không vậy? Điên gì? Bộ nhà riêng bị sản hả? Sản rồi. Em nói vậy là đánh giá thấp chồng em rồi. Chồng có việc làm rồi. Có công việc rồi hả? Ừ. Làm cái gì vậy chồng? Việc làm online, đánh giá sản phẩm, trả lương theo giờ. Lương sao? Nói em nghe với. Ví dụ như ha, dạ. Mình đánh giá sản phẩm như vậy. Đó, người ta gửi cái link qua, cái mình sẽ nhiệm vụ mình là thả tim nè, thả like nè, mình bình luận nè, mình đánh giá sản phẩm. Ví dụ như là hồi nãy chồng đánh giá là sản phẩm này tốt quá, sản phẩm này ngon quá, mặc dù không cần biết. Đó, trung bình mình làm khoảng chừng 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng là có xương xương giai sĩ rồi. Trời đất ơi, 2 tiếng mấy, 3 tiếng mà được giai sĩ hả? Thậm chí cả triệu nữa. Wow. Trời ơi, rất hơn chồng nhiều. Ngon lành lắm. Tám. Ừ. Sao ngủ năm chạy xe rồi sao sáng giờ tôi thấy ngồi ở đây hoài vậy? Nghỉ chạy xe luôn rồi. Cái gì? Nghỉ luôn? Ừ. Là giải nghệ hả? Trời đất ơi, cái nghề chạy xe ôm là cái nghề mưu sinh hằng ngày, anh chạy biết bao nhiêu năm rồi, giờ nghỉ lấy gì sống? Ôi trời ơi, chị kia đang thạch.
Cái gì vậy? Tôi ngồi đây mà kêu bà Hồng Kinh Giới vậy? Còn số thằng em kêu bà Hồng Kinh Giới làm gì? Tôi không kêu sao anh nhập hồn anh về? Nãy giờ tôi nói chuyện anh có nghe gì không mà anh cứ gục mặt vô cái điện thoại vậy? Tôi ghét với cái tình trạng này đó nha. Tôi đang làm việc mà. Việc? Ủa mà làm việc gì trên điện thoại? Đâu coi. Ôi nè, rồi nhắn qua nhắn lại. À, cái điểm này là chắc chát chiết từ kiếm bồ gì trên mạng cái gì làm việc vậy? Bậy không mà. Tôi đang làm công chuyện. Phương nó mới giao tôi công chuyện. Ngồi ở nhà làm bằng mấy ngón tay là việc nhẹ lương cao. Việc nhẹ lương cao? Ừ. Trời ông ơi, cái thời buổi này làm gì có cái chuyện mà việc nhẹ lương cao, coi chừng bị lừa đó. Lừa cái đâu mà lừa. Tôi coi nè, hồi sáng giờ tôi được 200 ngàn là thấy không? Thấy không? Ủa ông bấm ông nhắn gì mình nó vô tài khoản 200 ngàn. Ủa vậy? Ủa thiệt không hả? Trời ơi, nói chứ. Trời đã ta. Nói tôi nghe vậy nè. Đầu đuối ngọn này vậy nè. Dạo này á là tôi thấy sức khỏe mình yếu rồi hẳn rồi. Chân cẳng giờ nó yếu rồi, đập thắng nó không an toàn. Chạy xe ôm lỡ cắn chó mèo mất công lắm. Bây giờ anh Phương á nó giao tôi cái công việc này chỉ làm giờ bằng nắm ngón tay thôi. Không làm toàn thân như xe ôm trước giờ nữa. Mà ở trong mát, bấm đánh giá thôi nè. Mà lương cao lắm. Bây giờ tôi có 500 ngàn tài khoản chuyển cho anh mượn đi. Tiền mặt thì tôi có nè. Nhưng mà cái này tôi nào giờ tôi đâu có xài ba cái tiền tài khoản gì trong điện thoại đâu mà chuyển cho anh. Ủa mà mượn 500 ngàn chi? Tức là cái hồi sáng người được 200 ngàn là nhiệm vụ 1. Bây giờ qua nhiệm vụ 2 là công ty giao trách nhiệm là mình phải có trong tài khoản là 1 triệu. Rồi cái đầu mình hoàn thành cái nhiệm vụ đó, cái người ta chuyển mình 1 triệu. Là mình trừ ra 1 triệu vốn mình là mình còn được 1 triệu 2 là. Rồi từ đây tôi chạy lại cái triệu là được 1 triệu 2 đó. Thấy ngon là không? Bởi vậy chắc đúng việc nhẹ lương cao rồi ha. Phương giúp cho tôi đó bây giờ. Để tôi gọi nó coi có là chuyển qua liền. Chuyển qua liền. Tám ơi, Tám. Tám. Con linh này muốn nó chết một cái, nó linh dữ lắm. Tìm con sáng giờ nè. Con kiếm chú Tám sáng giờ luôn. Kiếm chú có gì gọi chú. Bây giờ có tiền bắn thì chú mượn 500 ngàn lẹ lên. Lẹ lên. Chờ xíu. Xong chuyển cho 8 triệu liền. Nhiệm vụ thứ hai con làm chưa? Chuyển. Ngưng. Sao đây ngưng? Đóng băng hết, không chuyển tiền nữa. Tiền đã vô ngon mà đóng băng gì? Vô con khỉ gì? Chuyển cho 8 triệu rồi đâu. Lừa gì? Lừa nào? Cái công ty mà con như Tám đang làm đó, nó lừa đó. Trời ơi. Dạ hả? Mà lừa sao? Lừa sao con? Hướng? Đây nè, coi nè. Đây, đọc đi. Thấy chưa? Hình thức lừa nè, nhắn tin online nè, đánh giá sản phẩm qua mạng nè, hoa hồng cao nè. Y chang cách cái con chú Tám đang làm đó. Trời ơi, hồi sáng giờ á là lo comment không mà. Không có đọc báo chí rồi, người khách gọi cho ông không để luôn. Trời đất ơi, thằng ơi vậy đó hả? Đây nè, biết sao không? Đây, thứ nhất á là nó lừa mình, nó dẫn dụ mình nè. Đánh vào đòn tâm lý của mình nè. Đây, đầu tiên là mình làm những nhiệm vụ nè. Mình không cần bỏ vốn đúng không? Mình làm chút xíu, mình đánh giá, mình thả tim rồi mình luận vô là được 200 ngàn. Được 200 rồi nè. Đúng không? Con được 200 luôn nè. Rồi, bây giờ nhiệm vụ thứ hai là mình phải nạp vô 1 triệu. Hoa hồng được 1 triệu nữa là 2 triệu. Đúng chưa? Nạp 2 triệu là được 4 triệu. 4 triệu 8 triệu. 8 triệu nạp vô được 16 triệu. Cứ vậy là lòng tham mình càng lúc nó càng tăng cao lên, mình nạp tiền nhiều vô. Đến một lúc nào đó chẳng hạn mình nạp 10 triệu đúng không? Nó gom đủ số rồi đúng không? Sập luôn. Công ty văn cù chìa liền. Đó thấy chưa? Tôi đã nói là tôi nghi là nó lừa mà. Đâu có ai mà việc nhẹ lương cao mà ngon ăn như vậy. Tám hiểu rồi. Nghĩa là hồi giao bộ họ bỏ tép là 200 ngàn ra. Đúng. Được cái mình đặng ta câu mình 1 triệu hoặc 10 triệu. Đúng. Nhưng mà Tám hên quá. Tám lấy con tép dám kho luôn. Không mất 10 triệu con Tám. Đúng rồi, hên cho anh thả con tép anh bắt được ruốc. Chứ mà là anh mất trắng luôn rồi. Thằng ơi, hồi sáng giờ mối gọi xe ôm quá trời, tôi đã ông thầm nghe, tôi tính bỏ nghề luôn rồi. Bây giờ quay lại chạy xe ôm lại. Cái chân này thấy gì đạp thắng im lắm mà. Về ngày cũ chắc hơn. Đúng rồi. Trời đất ơi, thằng ơi. Thiệt chứ, công nhận kiếm công việc làm ăn cũng khó nữa. Kiếm việc làm khác. Mà Tư gì? Quán Tư thấy bán cũng được á. Có cần người phụ quán vô phụ kiếm thêm ấy. Mà vô bán thế tao đi, tao nghỉ. Không. Xin chào quý vị khán giả, Thảo Vy xin được phép thay mặt ekip Sóng 888 gửi lời cảm ơn đến tình cảm mà quý khán giả đã dành cho Sóng 888 trong suốt thời gian qua. Hiện tại thì Sóng 888 đang được phát vào lúc 19 giờ thứ 3 năm 7 hàng tuần trên kênh Sài Gòn TV Movie. Và xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi và đón xem những tập tiếp theo của bộ phim. Thảo Vy xin mời quý vị khán giả subscribe kênh Sài Gòn TV Movie để đón xem những tập tiếp theo cực hấp dẫn của Sóng 888 nha. Xin chào mọi người.
xin chào mọi người, mình là Khoa. Trong phim mình là Khoa, nhưng mà mọi người kêu là Khoa Khờ. Không hiểu tại sao mọi người kêu mình như vậy nữa. À, các bạn có muốn biết tại sao không? Vậy thì các bạn hãy vào kênh YouTube Sài Gòn TV Movie vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 vào lúc 19 giờ nghe. À, đừng quên á, các bạn nhấn subscribe để theo dõi những tập tiếp theo và để giải mã tại sao mọi người kêu mình là Khoa Khờ nha. Cảm ơn các bạn. Hi, chào cả nhà thân yêu và chào những vị khách đặc biệt của quán cà phê Tư Hà trong cái phim mà Sớm 888. Xin mời quý vị nếu yêu thích Sớm 88 của Linh Hà thì thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên kênh Sài Gòn TV Movie nhé. Có câu là muốn đi lẹ thì đi mình ên, mà muốn đi dài thì hãy đi cùng nhau. Hữu Thạch cùng ekip rất mong sự góp ý cũng như là comment cũng như là thả tim hay là đăng ký kênh thì càng tốt với công ty. Một lần nữa, Hữu Thạch trên thay mặt ekip cảm ơn quý vị khán giả cùng quý bà con, cô bác thật là nhiều. Và chúc cả nhà mình thật là nhiều niềm vui và sức khỏe và hạnh phúc ạ. À.